đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Đông Nhi ông Cao Thắng trốn con kỷ niệm một năm ngày cưới cực ngọt ngào. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng khán giả cũng được biết tin thật của bé Winnie, con gái nhỏ nhà vợ chồng Đông Nhi và ông Cao Thắng. Ngày 9 tháng 11 vừa qua là kỷ niệm một năm về chung nhà của Đông Nhi ông Cao Thắng. Tuy nhiên mới đây cặp đôi mới chính thức tung clip của ngày đặc biệt này. Do Đông Nhi vừa mới hạ sinh công chúa nhỏ không lâu, nên ngày kỷ niệm được tổ chức đơn giản tại nhà riêng. Cả hai không chỉ lần đầu giới thiệu với khán giả năm cuốn album, ghi lại trọn vẹn mọi khoảnh khắc trong ngày cưới một năm trước, mà còn chuẩn bị sẵn bánh kem để cùng thổi nến kỷ niệm. Đặc biệt, ông Cao Thắng đã làm Đông Nhi xúc động đến bật khóc khi bí mật chuẩn bị một chiếc dây chuyền được thiết kế riêng để dành tặng bà xã trong ngày đánh dấu một năm về chung nhà. Không dừng lại ở đó, nhưng đây Đông Nhi đã chính thức tiết lộ tên thật của con gái nhỏ là ông Vi Nhi. Theo nữ ca sĩ, Nhi là tên ông Cao Thắng rất thích, nên cả hai đã quyết định lựa chọn cái tên này. Đông Nhi còn hài hước khẳng định thêm, không có chuyện hai mẹ con cùng tên vì tên thật của cô là Ngọc. Cặp đôi cũng cho biết trong các vlog sau sẽ cố gắng đưa con gái nhỏ cùng tham gia với điều kiện bé không ngủ. Rơi nước mắt khi cùng ông Cao Thắng trốn con mừng kỷ niệm một năm ngày cưới.